Có phải Murat đang dần đánh mất vị thế tại MS2 2024? Murat từ một vị tướng quá mạnh ở đường Seja, hiện tại đã không còn được spam pick như trước, meta trước ở giải Thái nhá, cực kỳ thích con bài đi rừng. Hay đúng hơn là pick để cặp với Rui, tạo thế rỉa máu, tái áo tranh liên tục, A1P rất thích chơi. Còn bên đài thì ngược lại, khá được ưa dùng để đi đường Seja. Trong tay những tuyển thủ như là Nailiu, Kawai. Còn ở giải Việt Minh, Murat được pick 33 lần với tỷ lệ thắng 48% và cũng bị cấm bài 3 lượt. Hay thực tế nhất ở meta hiện tại là hôm chung kết đấu trường vọng, Murat cũng chỉ có một chút điểm nhấn trong tay Embert, một người luôn tự nhận mình đánh Murat rất là kém. Dù thua nhưng chúng ta vẫn thấy được một sự cẩn thận và tròn trịa cho cách xử lý Murat. Dù sao thì ở rank nhá, Murat vẫn đứng top 5 sát thủ được chơi nhiều với 14,21% tỷ lệ chọn, nhưng tỷ lệ thắng chỉ có 49,58%. Qua thông số rank và số liệu trên giải đấu, chắc anh em đã có câu trả lời cho câu hỏi Murat đứng ở đâu tại meta hiện tại rồi đúng không? Nhớ chia sẻ dưới video nhá. Còn bây giờ và giao lưu QA với Tram Game nào. Làm tí Murat nào các bạn ơi. Em gặp khó khi đối đầu Rat. Vậy thì sử dụng các vị tướng gì để counter Rat đây? Đó thể là Turen, Chrissy và Vena. Bạn thử đi nhá. Sau đây là feedback lại cho TNG. Đấy. Lâu lâu cứ khởi động một tí QA, TNG thích làm ngay một câu hỏi cơ. Chứ nói diễn giải dài dòng các thứ về tướng rồi là về trận thì TNG cảm thấy nó không cần thiết cho lắm. Bởi vì như cái mục tiêu mà Tram Game thường hướng tới cho anh em là, thứ nhất là kênh Tram Game không có làm hướng dẫn chơi các bạn nhá. Cũng chẳng làm chỉ dẫn hay là giáo án chơi cho anh em đâu. Kênh của mình tạo ra hiện tại nha, là mục tiêu hiện tại, trước đây không nói, hiện tại là chỉ đơn giản là chia sẻ thôi anh em ạ. Ui, con mồi ngon kìa. Trời, bạn leo đây làm cái gì vậy? Bò lạc các bạn ạ. Lụm ngay. Rất là thích mấy cái trận đấu mà bọn này nó hổ báo cáo trồn thì mình mới có cơ hội để mà chơi được. Ui, mấy thanh niên kiểu thằng Thên này nó có nội tại đây anh em ạ, nên nó hổ báo lắm. Còn mình thì cứ từ từ thôi. Đánh được thì được, không được thì chúng ta lại quay trở lại ăn tí mục tiêu các bạn nhá. Không có chừng trị thì phải hết sức cẩn thận một tí. Gian Erin Heyate, em nên lựa chọn tướng nào đây? Em mới tạo ảng mới và chỉ có cái lượng tiền đủ mua hai tướng thôi. Em ở rank tinh anh, chơi đi rừng và xạ thủ để ok. Tiên Di nghĩ rằng chúng ta cứ lựa chọn Gian và Erin đi. Mặc dù Heyate được cái biệt danh là có thể tự lo được một chút, nhưng mà sự thật nhá, xạ thủ nào mà chả phải là cần bảo kê, cần tầm nhìn, đúng không? Ôi ôi. Anh em thông cảm nhá, vừa làm ngụm cà phê tự dưng thôi. Hình như bị say cà phê sao ấy nhở. Quay trở lại câu hỏi này. TNG nghĩ rằng cái con Heyate đấy ạ, lấn chậm quá. Anh em muốn chơi con Erin đi. TNG nghĩ rằng Erin, ừ thì đúng là nó cũng cần đồ thật đấy. Nhưng mà với cái tốc độ và khả năng đi đường của nó thì TNG nghĩ rằng nó đi phê và sướng hơn cái con Heyate. Đầu tiên nó có chiêu 1 để farm rỉa lính sướng đó, đúng không ạ? Giống kiểu con Murat này anh em, mình đảo qua nó một tí đi. Thay vì hôm nay chúng ta làm Murat đi rừng, ta xê ra giống kiểu đánh giải đấy ạ. Thì mình cầm Murat đi rừng, đúng không? Nhiều tài nguyên mà. Ui. Và trận đấu này có điểm đặc biệt, anh em biết gì không? Anh em nhìn chắc thấy đúng không? Đó chính là Iggy đi trợ thủ các bạn ạ. Chắc là mấy ông này lại tranh đường nhau ấy mà. Lordaeon với Iggy nó tranh đường nhau đây anh em. Thế là một ông phải đi trợ thủ. Ui. Lại gặp ngay cái ông Iggy trợ thủ. TNG nghĩ rằng thằng Lordaeon đi trợ thủ nó đúng hơn so với thằng Iggy các bạn nhé. Ui. Ai đi ghê ta, chạy sao nổi, chạy kiểu gì được đúng không ạ? Ê, cầu băng xương luôn kìa. Ed ơi, em chơi năng đốt đen dày, cảm thấy thiếu đam quá. Có nên áp dụng cái lối không dày cho mọi trận đấu không? TNG nghĩ là được. Bởi vì thứ nhất ấy, là con năng đốt của mình nhá, mình đóng full đam cho nó lực rồi đúng không ạ? Mà nó đã đủ cơ động rồi, không dày vẫn chơi được. Không phải tự dưng mà người ta hay áp dụng như vậy đâu. Nhưng mà nếu các bạn cảm giác là nhiều khống chế quá, 3-4 con khống chế nó cứ chồng nhau như vậy, thì một chút cuối làm sao mà đủ lực đúng không? Thì các bạn hoàn toàn thể đổi sang cái lối chơi giày. Hoặc là các bạn có thể là lên giày sớm là sau đấy bán. Hoặc là... à không, như vậy là mình không lăn cầu đâu. Mình có thể là lúc đầu không lên giày, nhưng sau này mình có thể lên sau. Ok chưa? Nhưng mà TNG vẫn ưa chuộng nhất cái lối chỉ là không giày các bạn nhá. Bởi vì bây giờ con Nagrod cảm giác muốn lăn cầu tuyết mạnh nhất, muốn full sát thương rồi là rỉa đau nhất đấy ạ, thì cứ không giày mà chơi thôi. Đấy là cái gợi ý của TNG. Còn không biết là phong cách của anh em như thế nào thì comment dưới video nhá. Đấy, cứ đòi cấu rỉa tôi cơ. Làm sao? Uầy. Không đủ đam à? Lordaeon, Lordaeon. Mấy thanh niên lại về thủ đường rồi kìa. Chúng ta lấy một chút nội tại các bạn nhá. Giờ đó là cấu rỉa Lordaeon tiếp, đuổi nó về đi. Để chúng ta có thể lấy trụ. Uầy, cầu băng xương. Ê! Cái gì đấy Zena? Nó cầu băng xương là không chạy ra luôn ạ. Thanh niên Zena này. Ê, cái gì đấy? Còn chút cuối hả? Trời ơi! Hơi bị bất ngờ đó nhá.
Tưởng là nó dùng chiếc cuối xong nó chạy được cơ. Ed cho hỏi là theo Ed thấy con Zuka đi rừng. Cái gì này? Theo Ed thấy con Zuka đi rừng, con mạnh như... À, còn mạnh như trước không? Trời ơi, thiếu một cái dấu làm tôi đọc nhầm luôn à. Chứ em thấy Zuka đi rừng nó khó tạo đột biến. Với cả xạ thủ hai bên bây giờ nha, toàn là Phoenix, Erin. Đồng đội em thì chả tạo điều kiện gì. Mong Ed giúp em tìm một con tướng nào cơ động cũng đánh khỏe như cái con Zuka được không? Đi rừng đúng không? Mà theo TNG nha thì Zuka đi rừng ổn, đủ để bắt chủ lực nhưng lại không quá mạnh đâu. Và hoàn toàn thể dễ bắt bài bởi vì nó bị phụ thuộc vào chiêu 2. Chiêu 2 phải chuẩn, sau đó đầm chiêu cuối mới hay được. Bạn có thể có những lựa chọn khác, ví dụ như là Nagrod Aoi, rồi là bọn Ngộ Không Kera. Thử xem nhé. Gợi ý luôn 4 con, test dần đúng không ạ, xem là mình hợp con gì. Mỗi người chỉ hợp một vài ba con thôi anh em, chứ chả có ai hợp với tất cả mọi tướng cả. Giống TNG này, tướng gì cũng chơi, thành ra nó bị thập cẩm. Nó bị gọi là cái gì nhỉ? Nó đa dạng quá. Hạc 500 cành ngon không ép? Ngon bạn. Nhưng còn phải tùy sở thích nhá. Nắc đốt lôi quang sứ có không? Ui, đầy. Mời anh em lên trên tạp hóa TNG nhá. YouTube cấm quảng cáo. Thành ra là bây giờ chỉ có thể mời anh em lên trên fanpage Trạm Game TNG để chúng ta cùng giao lưu về Liên Quân, đúng không ạ? Ở trên này thì anh em nhắn vào thì có nhân viên phục vụ cho anh em từ A tới Z. Đầu tiên là tìm Arc nè, rồi là chăm sóc khách hàng nè, đảm bảo quyền lợi cho anh em. Ok nhá. Nên các bạn cứ yên tâm. Cái gì cũng có à. Chẳng qua là mình làm ở đâu thì mình tuân thủ ở đó. Ví dụ anh em xem được cái video này ở trên fanpage Trạm Game TNG thì các bạn chỉ cần nhắn vào fanpage thôi. Còn anh em xem trên YouTube đấy, thì phải biết là nền tảng YouTube bây giờ cấm quảng cáo anh em nhé, nên mình phải tuân thủ. Ok chưa? Mình phải là một YouTuber gương mẫu mà. Ad cho mỏ là em đang cày top senior, nhưng mà nếu buộc phải đi top thì em có nên lên full tank hay là lên semi có sách ạ? Cụ thể nếu gặp top kẻ địch cơ động kiểu như là mid kiểu là gặp top kẻ địch cơ động nè, và mid kiểu như bọn Natalia, Laurel. Em đã đăng ký kênh rồi, mong được anh giải đáp. Ôi trời ơi, cảm ơn bạn đã đăng ký kênh cho TNG nhá. Anh em ơi, anh em nào chưa đăng ký thì đăng ký giúp TNG đi. Mình còn thiếu 8.000 subscribe nữa, đạt 2 triệu subscribe này. Trời ơi anh em ơi, cứu, giúp. Nói chung ấy, theo TNG là mình mà team không ai lên sách đấy ạ, bảo mình lên sách hộ, thì theo TNG con Senia lên sách hộ thì không có ưu thế nhiều cho lắm đâu. Cho team lên đi anh em ạ, cho team lên đi. Mình cứ đóng full tank rồi là cover cho team là được rồi. Còn không nhá, các bạn đóng 5 quả bục phá nữa, đủ áp lực chưa? Đương nhiên việc các bạn buộc phải lên sách thì cũng được thôi. Nhưng mà TNG nghĩ rằng ai đời lại bắt Senia lên mấy cái đồ giảm hồi máu làm gì, đúng không ạ? Mình đi top chủ yếu là dọn lính nhanh thì bay cover rồi là đẩy lính một tí chứ, đúng không? TNG với một cái phong cách rất là bản thân, đó chính là sao? Mỗi người một việc thế thôi. Thằng mid, thằng trợ thủ thì nó phải tự lo chứ, đúng không? Gì mà bắt mình lo? Chưa kể bộ kỹ năng của mình khác diện rộng gì mấy đâu anh em. Ad cho hỏi là có mẹo nào để chiêu bột Daxi không chỉ vào lính không ạ? Thế bạn cài đặt chưa? Mặc dù tướng kẻ địch ở sát. TNG nghĩ là bạn nên xem lại phần cài đặt nhé. Chứ TNG trừ khi là bấm nhầm vào đánh lính thôi, chứ mấy khi lệch được đúng không ạ? Hoặc trừ khi không đủ tầm. Nhưng bạn đã comment bảo là đủ tầm thì chắc chắn là do cài đặt. Và xem lại cái tay của bạn, bạn bấm vào đâu nhá. Có khi bạn không bấm vào người đúng không ạ? Bạn lại bấm vào ăn lính hay là bắn trụ thì chết dở đúng không? Xem lại bạn nhé. Bởi vì cấu tạo của tay mỗi người nè, thiết bị của mỗi người, màn hình của điện thoại mỗi người, nó đều là sự hoàn toàn khác biệt. Chính vì cái sự khác biệt đấy nó mới tạo nên những cái cài đặt riêng các bạn nhé, sao cho nó hợp với tay của anh em hơn. Ôi rồi ôi, chạy đâu được, toàn những cái con mồi thơm ngon thôi ạ. Không hiểu sao hôm nay dạo này vừa mưa vừa nắng, điên hết cả người anh em ạ, nhức hết cả đầu. Tôi đang rất là nhức đầu nè, không hiểu kiểu gì. Chơi game giảm được một tí stress nhưng mà nắng mưa thất thường quá. Ad ơi, Triệu Vân đi trợ thủ có thể dùng phụ trợ ma nhán để bắt ép xạ thủ địch bằng cách là làm chậm và gây thêm sát thương của chiếc cuối không? Phụ trợ ma nhán gây thêm sát thương là đúng rồi. Nhưng mà nó có gây thêm cái lượng sát thương ở nội tại không? Chết thật nhỉ, TNG chưa test nhưng mà TNG nghĩ là không đâu. Đoán là không, nhưng mà có khi là có.
Ông nào test chưa? Ông nào test chưa? Ông nào lấy cái lấy cái đồ trợ thủ ma nhắn đốt khi mà Triệu Vân sử dụng chiêu cuối sau đấy là đốt đại địa ma nhắn thì đối thủ có bị gây thêm cái lượng sát thương ngoài lượng sát thương của đại địa ma nhắn không? Hãy comment dưới video nhá. Cái đồ xoay mắt đây. Anh em nào test rồi thì comment dưới video chia sẻ với nhá. Chứ bây giờ mà bảo tôi vào test thì phải bật game lên sau đấy vào check test là xong. Anh em test rồi là anh em chúng ta cùng chia sẻ cho xôm xôm các bạn nhá. Cơ bản là mình cũng không để ý cái khoản đấy cho lắm. Bởi vì Triệu Vân đi trợ thủ là được đấy các bạn nhá. Là được đấy, giống kiểu là xem trận chung kết đấy anh em. Trận chung kết của SGP và Anstar đấy. Họ có chơi Triệu Vân đi trợ thủ cũng rất là ghê gớm luôn. Và TNG cũng nói về cái chủ đề đấy khá lần rồi. Làm sao để mua Wonder Woman vậy? Hiện tại có hai cách. Một ấy, lên trên tạp hóa TNG lụm một tài khoản của Wonder nhá. Thứ hai là tìm một cái tài khoản nào đấy nó được tạo từ trước đây rồi. Thứ ba là đợi Wonder nó thay đổi ngoại hình như là con Ken và con Stuart đi. Thì khi đấy các bạn mới có thể mua được. Ok chưa nào? Và nhớ là Wonder là vị tướng mạnh các bạn nhá. Nên nếu được thì và có nhu cầu thì mời anh em lên trên tạp hóa TNG. Có anh em rất là nhiều nhá. Đấy, lìa nè. Uầy, highlight. Được cái chứ. Double kill rồi kìa. Ôi, thơm ngon. Xịn chưa, quát kill nhá. Mega ở thôi đâu rồi, thằng Iggy đâu nhỉ? Người anh em Iggy chơi thế là không tốt đâu nhá. Đi đâu rồi ta? Ấy, trời ơi. Cống hiến đi bạn ơi. Anh em nhớ nhá. Leo rank ấy, đã xác định trận đấu đấy thua mà cái địch lại chuẩn bị được mega kill thì TNG khuyên anh em là anh em nên đứng ra đi để người ta lấy mega kill cho đẹp trận đấu, đúng không ạ? Tội gì phải kia ơi đồng đội. Ui, hơi tiếc nhưng không sao anh em ạ. Đừng quên đặt câu hỏi Q&A dưới video để giao lưu TNG ở video lần sau nhá.